Rồi, chào các bạn, hôm nay ASMR giới thiệu cho các bạn con Pegasus 1,5 70 lít. Đây các bạn, mã của nó là 550 x 2 70 lít, tương ứng với lại hai cái đầu 50 kW. Con này là 83 điện 220 và lưu lượng khí của nó là 220 lít trên phút. Thì cái dòng máy nén khí không dầu này cũng tương tự như những cái dòng máy không dầu khác mà mình giới thiệu thôi, thì cũng dùng cho những cái về thực phẩm hoặc là y tế, hoặc là những cái xưởng nào mình muốn không có dùng dầu thì mình dùng những cái máy không dầu này. Đây là hai motor, hai lọc gió giảm âm, cụm rơ le và đồng hồ. Ở đây có thể chỉnh áp ra được luôn nha các bạn. Ví dụ như là mình ở nha khoa này mình dùng 1 đến 2 kg thôi thì mình có thể mình giảm cái này xuống 1 đến 2 kg mình xài. Sau đây là cụm rơ le cho mỗi motor. Và van xả nước ở dưới đáy. Các bạn nhớ xả hết hơi mới xả nước nha các bạn. Rồi giờ sau đây mình mở để cho các bạn thử cho các bạn luôn. Đây mình cắm điện vô thì mình cứ mở. Máy chạy rất là êm nha các bạn. Thích hợp mình để ở trong nhà luôn. Không sợ ồn, không sợ ảnh hưởng đến nhạc cái bên. Motor này là tương ứng với lại 1,5 kW nha các bạn. Mặc định thì mình chỉnh cho nó bằng với lại ở trong áp suất ra bằng áp suất trung bình luôn. Nhưng mà các bạn muốn chỉnh cho nó thấp hơn thì các bạn có thể là chỉnh vào ở đây, kéo lên và dặn nó ngược lại, dặn ngược chiều kim đồng hồ đó các bạn. Mình chỉnh cho nó khoảng 2 kg nè, 2 kg là cái này nó cố định, nó sẽ là 2 kg mãi mãi luôn. Ở đây nó lên 8 kg thì nó ngừng, nhưng mà ở đây vẫn là 2 kg thôi. Các bạn xả làm các bạn xài nó chỉ là áp là 2 kg. Còn các bạn muốn tăng lên nữa thì các bạn cái giảm chiều đồng hồ thôi. Giống như những cái máy nén khí khác thì ở đây là 8 kg nó ngắt và khoảng 5,5 kg đến 6 kg nó bơm lại nha các bạn. Thấy đặt đi qua được không? Máy màu xanh rất là đẹp nha các bạn. Đây là màu xanh này hài hòa với trong nhà. Các bạn thấy là 8 kg nó ngắt. Thì ở đây mình chỉnh nó 3 kg thì nó vẫn 3 kg thôi các bạn. Các bạn muốn chỉnh cho nó bằng thì các bạn cứ dặn lên thôi. Nhưng mà nó chỉ bằng với lại cái áo ở trong bình thôi, nó không bao giờ hơn được nha các bạn. Rồi, thì cái ở dưới đây là xả nước. Thì khi nào mà nó lọc nước mà thấy nhiều thì bạn có thể xả bằng cách ấn lên. Và sau khi xài khoảng 1-2 ngày thì các bạn nên xả nước trong bình ra, như cái cụm van nước nãy mình có giới thiệu qua. ký rưỡi nó bơm lại. Xin cảm ơn các bạn.